Hello các bạn, Vivo đã trở lại. Sau khi nhận phòng ở khách sạn, bây giờ mình sẽ đi khám phá Hongdae về đêm, chủ yếu là shopping với lại ăn tối. Đây, mình đang đi bộ từ khách sạn ra con đường trung tâm. Buổi tối có vẻ đông hơn, do dạo này thời tiết nắng á, cho nên đa số bà con sẽ tránh nắng buổi trưa. Khu này có nhiều shop phụ kiện khá là chất. Này, shop này. Silicon can. Tiệm này bán đồng tai, nhưng mà cách trang trí trình bày rất là đẹp. Đây, các bạn nhìn y như là bán trà hay là bán thuốc bắc. Nó rất là to, siêu to. Tới 4-5 dãy giống như vậy nè, kéo dài từ trần nhà xuống dưới đất luôn. Mua để đựng gì cũng được. Vui mà. Nó làm như bịch kẹo vậy. This one. McDonald's fries. Không phải mạt nha, chỉ đắp nhiều. Một trong những thứ không thể bỏ qua khi shopping ở hàng đó chính là mua vớ. Vớ ở đây rất là rẻ. Đào, dâu, 1.000 won là khoảng chừng 25.000 Việt Nam thôi. Chất lượng ok, mà đặc biệt là mẫu mã rất là dễ thương. Đây chính là có gì mông bự. Không phải con mông bự. Đây là gấu bắc cực. Gấu bắc cực mông bự. Cực gấu bắc cực, chân màu đen gấu cực. Em đã biệt. Dịch, mông dịch. Cho bà dịch, mua tặng bà dịch. Này là bi mèo. Bây giờ là tầm 7 giờ tối, bắt đầu đói rồi cho nên sẽ tìm street food để ăn. Quầy đầu tiên là chả cá của Hàn với lại mandu chiên. Mandu thì nó cũng giống như một loại hát cả dumpling vậy đó. Tức là nhân thịt bên trong và bên ngoài bọc bột xong rồi họ chiên lên. Cái sốt này không phải là nước tương mà dạng như là nó giống với nước tương pha loãng ra. Tiếp theo là ăn
gà xiên với lại xúc xích xiên xiên que. Ở đây họ xài cái cây rất là dài, nghe rất là cứng, cho nên khi mà ăn hết phần đầu á, cái khúc sau là họ sẽ cho một cái kẹp đặc biệt, cái kẹp màu đỏ đỏ á, để cắt bớt cái khúc đầu đi mới ăn tiếp được phần thịt tiếp theo. Khu này là khu hồi sáng mới coi Street Performance nè, thì buổi tối lại là những nhóm khác. Đây này là boy band. Kế bên đó là girl band. Hôm nay mình đã rất may mắn khi gặp một performance rất đặc biệt của một anh mập nhưng mà nhảy dẻo lắm nha. Mà mình nghĩ chẳng những là mình siêu biểu diễn mà còn kiểu giống si nhờ nữa. Nếu mà cần đổi tiền đó thì mấy bạn chú ý cái bảng hiệu này nha. Ở cái trung tâm mua sắm hay những con đường đông đúc quá là họ sẽ có cái ký hiệu này để đổi được ra các tiền tệ phổ biến. Mình là mình đổi từ đô Mỹ sang. Quá mệt. Bây giờ sẽ về khách sạn. Trước khi về phải ghé cửa hàng tiện lợi để mua nước với lại đồ ăn vặt. Thì ở hàng có ba hàng lớn là CU màu tím, Imac màu vàng với lại 7-Eleven. Gần nhà mình thì có Imac cho nên mình vô mình thử trước. Caramel cream cake. Nó phải được ngọt mình.
Mình ăn, mà lấy nào vậy? Cái Oreo hay caramel? Oreo seem to be better. Cộng cà phê in E-Mart. Cà phê sữa. Cà phê sữa. Cà phê sữa dừa gì cũng còn. This one is cà phê đen. Nó cho bị chai nước xong nó lấy lại chai nước rồi. Nó tưởng là qua bao nhiêu giá ha, nhưng mà cuối cùng chưa qua. Bây giờ mua thêm cái nữa qua. Không, lấy chai nước chi trong phòng nó nước mà. Không. Ừ, nãy nấu đó. Sau khi lăn lộn hết một ngày dài, chúng tôi đã về lại khách sạn và vì chúng ta sẽ unpack everything in the room. Nào, Brick có trong cái túi này. Mình nghĩ cái này là bàn chải với cái bánh răng, tại họ leave cái này trong toilet. Woo. Còn toa. Đây cái gì? Bàn chải hai cái. Bàn chải cũng làm. Giờ cà rau. Lợt. Wow. Thùng cột tóc. Thùng cột tóc và đồ quấy tay. Để nữ cột tóc đó. Funny. And this one. Nón để chùm đầu khi tắm. Và cái này, miếng trà người để tẩy tới bài chết. Funny. Dùng miếng rượu chén không? Bánh tiramisu. Bánh cookies and cream. Và mình không thể nào thiếu trái cây được. Đây, bịch quýt. Ở đây là món dở nhất trong bịch. Chả cá lạnh của không chịu phi hâm lên còn la của ai đây không người sao mà nha. Okay, let's eat. Trên mặt là Oreo. Wow, cream rất là fluffy. Cái này có bị đắng đắng cà phê một cái này không? Mà muỗng này khó ăn quá à. Ăn mà muỗng kia được hơn. Yeah. Khó muỗng. Này muỗng hơn. Mình cho bạn cái này hả? This is not how you're supposed to eat cake. Yeah, there's like a giant spoon in. Hỏi gì vậy? Cái này hả? Không biết mình dùng bánh xinh. Nó là một giống microwave. Cái này kêu, ô, mà cái này phải poke cái này ra mới microwave được chứ. Đúng rồi. Xong mình hỏi nó, có gì để poke không? Ô, oh, poke. Cái này được một cái chopstick. Poke. So, cái ông kia nói, no. Poke. Cái này lấy cái muỗng đi cho mình. Thì kêu, no. You cut it. I was like, no. You peel it. Nhờ quê chưa? Peel đi. Peel rồi đấy. Your turn. Peel rồi mấy. Mấy microwave chứ không là nó phồng ra. Wow. Ah. Okay. Itadakimasu. Quá anh đang ở hàng mà. Ồ, quên, ở hàng nói gì? Thôi, ăn đi. Bộ này xé ra vậy? Sẽ có chỗ xé chứ. How do you do it here? Mình thấy cái này nó ngon hơn cái mà mình ăn ở street food store. How's that? Not bad. More variety. Thật ra ngon thôi. Thật dừa à. Thật dừa mà thật dừa mặn hả? Miếng mật á.
mực mắt hơn mực. Dạ mực. Thôi chương trình ăn khuya kết thúc đây. Bye bye. Chưa kịp ăn gì đã kết thúc rồi. Ok, đây là hết một ngày của mình ở Hân Đê. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Ngày mai mình ở khu này, nhưng mình sẽ đi qua Iwa Uni, Đại học Nữ Iwa. Hẹn gặp lại các bạn. See you.